tại gia đình anh chị Quân Bình, 4 ngày sau xảy ra trận lũ, mưa đã dứt, song dòng nước dồn về từ trên cao vẫn ào ào chảy qua nhà như dòng suối. Với sự trợ giúp của bà con trong tiểu khu, anh chị đang nỗ lực đắp bờ bao để thay đổi dòng chảy của nước, tránh để nước ngập số hàng hóa còn lại và lọc phân loại số hàng hóa đã bị ngấm nước, cứu vãn số hàng còn dùng được. Cả trong bản 428 kia, tất cả mọi người họ ra họ giúp cả ngày hôm qua. Và xong sau cái buổi chiều đấy thì mọi người bảo là thôi thì đã mất mát như thế thì lau rửa dọn dẹp cho để bán thanh lý, nhờ mọi người tương thân tương ái xung quanh bà con núi xóm này, với lại kêu gọi mọi người xa gần đến mua để coi như vớt vát được cái gì thì vớt thôi, chứ còn sự mất mát của gia đình thì quá lớn. Sau mưa lũ, cả nhà chị Bình đã được bà con đùm bọc hỗ trợ tập kết hàng hóa đã bị cuốn trôi, được đem trả ở nhà gần đó, cùng nhau rửa sạch bùn đất và tổ chức bán thanh lý. Gia đình hàng xóm cho mượn cả gian nhà ngoài để có chỗ bán hàng. Thật ấm áp, rất đông bà con nhân dân trong huyện biết câu chuyện đã đến mua ủng hộ. Tôi ra ngoài đường thì cũng tuyên truyền tới bà con đến mua ủng hộ những mặt hàng nhu yếu phẩm cho gia đình. Những cái gì dùng được thì sẽ mua ủng hộ cho nhà anh chị. Tôi nghĩ là cái sự đùm bọc chia sẻ của bà con lúc này là rất cần thiết cho gia đình anh chị, bởi vì kho hàng của anh chị bây giờ hiện tại bây giờ là ướt hết. Kho hàng tạp hóa trị giá hàng tỷ đồng bị lũ cuốn đã được người dân dọc quốc lộ 6 vớt lại và chở đến tận nhà trả cho gia đình, đã được bán khá nhanh. Số hàng không còn nguyên vẹn, không còn nguyên đai nguyên kiện và đóng hộp nhưng đã bán được khá nhiều. Mất mát, nó bất ngờ quá nên là chúng tôi cũng ra mua ủng hộ thôi, có nghĩa là mua được tí nào hay tí đấy, nghĩ là cũng cái đồ đạc của nhà họ nó cũng giống như cái sự mất mát của nhà mình ấy. Những mất mát sau mưa lũ là khá lớn, nhiều gia đình sẽ lại bắt tay làm lại từ đầu. Sự sẻ chia ấm áp này sẽ là nguồn động viên quý giá để họ vươn lên sau mưa lũ.